Thưa quý vị, tại Hội nghị Văn hóa Toàn quốc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là sức mạnh nội sinh, động lực quan trọng để phát triển đất nước. Nói sâu sắc ngắn gọn như Bác Hồ, là văn hóa soi đường cho quốc dân đi. Nền văn hóa mà chúng ta xây dựng là nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Vì những giá trị to lớn cũng như những ý nghĩa sâu sắc đó mà trong nhiều năm qua, các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong ngành văn hóa, những người đam mê với nghệ thuật đã cùng phục dựng, sưu tầm, biên soạn, phát huy những giá trị nghệ thuật để lưu giữ những nét văn hóa đặc sắc trong cộng đồng 54 dân tộc anh em. Mặc dù không phải là một nhà biên đạo múa chuyên nghiệp, nhưng với sự trân quý cùng tình yêu sâu đậm dành cho bản sắc văn hóa dân tộc và những đau đáu về một vũ điệu thể hiện sự đoàn kết các dân tộc anh em, tác giả Tòng Thị Phóng đã dày công nghiên cứu chắt lọc từ những nét văn hóa đặc sắc của 12 dân tộc sinh sống tại tỉnh Sơn La và xem xét 16 điệu múa xòe của người Thái để tạo ra một tác phẩm nghệ thuật mang đậm tính đoàn kết, góp phần làm sinh động đời sống văn hóa, tinh thần phong phú trong cộng đồng dân tộc vùng cao Tây Bắc. Đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống cực kỳ quý báu, được hun đúc qua lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc cũng là đường lối chiến lược, bài học lớn của cách mạng Việt Nam được Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng. Vũ điệu kết đoàn của tác giả Tòng Thị Phóng không chỉ mang ý nghĩa biểu diễn nghệ thuật, tác phẩm còn trở thành một phần không thể thiếu của các sự kiện văn hóa và lễ hội truyền thống của dân tộc. Vũ điệu kết đoàn đã và đang góp phần thúc đẩy sự đoàn kết, gắn bó của các dân tộc anh em, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Cái múa xòe đấy thì nó cũng là một cái cố kết cộng đồng của dân tộc Thái đấy, là nó thể hiện cái cố kết cộng đồng. Khi đã múa xòe thực ra là cầm tay nhau và cùng múa, cùng khoác vai nhau múa. Có những điệu là còn khoác vai nhau, khoác tay nhau múa được. Cho nên đó là đoàn kết rồi. Nhưng thực ra cô rất muốn nói đến một tư tưởng của Bác Hồ, là Bác nói là đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, đại thành công. Cho nên là cô mới lấy tên là vũ điệu kết đoàn ấy. Vũ điệu kết đoàn thì không chỉ đơn thuần là một cái sản phẩm nghệ thuật mang nhiều nét thẩm mỹ cao, mà hơn thế nữa nó là một sự hiệu triệu cho hội xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng, là một tác phẩm để góp phần vào cái việc lưu giữ bản sắc văn hóa đặc trưng của các dân tộc và sẽ được lưu giữ mãi trong nhân dân. Và với cái thiết kế có độ mở thì nhân dân sẽ tiếp tục sáng tạo mở rộng để phát huy hơn nữa cái vũ điệu kết đoàn. Đây không phải là một tác phẩm chỉ có tính nghệ thuật, mà cao hơn cái tính nghệ thuật đó, nó còn truyền đi một cái thông điệp về cái sự đại đoàn kết giữa các dân tộc, giữa dân tộc đa số với dân tộc thiểu số, giữa dân tộc ở miền xuôi với dân tộc ở miền núi, để làm sao tạo thành một cái sức mạnh của dân tộc cùng nhau hướng tới một khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam của chúng ta phát triển phồn vinh, hạnh phúc như chủ trương đường lối của Đảng đã đề ra. Và theo chúng tôi, tác phẩm này xứng đáng là một cái tác phẩm kết tinh từ cái hoạt động thực tiễn và từ không gian văn hóa của tất cả các cái dân tộc trên đất nước Việt Nam của chúng ta. Từ những nét múa đẹp mắt, những động tác uyển chuyển, vũ điệu kết đoàn thể hiện sự gắn kết và lòng yêu nước sâu sắc của mỗi thành viên trong cộng đồng, là một minh chứng sống động về sức mạnh của nghệ thuật trong việc thúc đẩy sự đoàn kết và tinh thần đoàn kết của dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng, tạo nên một tương lai tươi sáng và phồn thịnh cho đất nước. Mỗi một lần tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ cùng với đồng bào, các ngày hội đại đoàn kết, rồi các lễ hội của các dân tộc, và rất may mắn cho cuộc đời của cô Phóng là được làm công tác dân tộc của Đảng và Nhà nước, được theo dõi công tác dân tộc, được làm công tác dân vận của Đảng. Cô đi khắp nơi và cô học và cô sưu tầm, cô vẽ, cô viết lại. Thế sau đó thì cái khó nhất chính là biên tập lại trở thành một điệu múa đấy, phải dày công lắm, và cô đã làm được cái việc đấy. Mùa xuân đang về và tôi mong rằng với vũ điệu kết đoàn sẽ tiếp tục ngày một lan tỏa, cũng là cái thông điệp kết nối sự đoàn kết dân tộc, là niềm tự hào của cộng đồng các dân tộc Việt Nam và lan tỏa trên nhiều quốc gia và trên thế giới. Và nó còn mang theo tín ngưỡng của người dân tộc Thái, xòe để cho mưa thuận gió hòa, xòe để cho cây lúa trổ bông, xòe cho cây ngô ra bắp. Và nếu không có xòe thì có lẽ là đời sống của người ta sẽ cải thiện rất nhiều.